Trong ngày 9 tháng 8, giá vàng biến động liên tục, biên độ dao động có lúc lên tới hàng triệu đồng. Sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo cho phép nhập khẩu 10 tấn vàng từ nay đến cuối tháng, giá vàng đã sụt giảm. Tuy nhiên, do sức mua vẫn tiếp tục tăng, nên từ 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, giá vàng lại tiếp tục tăng. 16 giờ 30 phút tại Hà Nội, trời bắt đầu mưa, nhưng phố Trần Nhân Tông, con phố tập trung các hiệu vàng lớn vẫn đông kín người. 80% số người đến đây để mua vàng, mặc cho giá vàng biến động khôn lường. 16 giờ 27 phút, giá vàng SJC bán ra tại đây là 45,55 triệu đồng một lượng. Nhưng chỉ 10 phút sau, giá vàng bán ra đã là 46,10 triệu đồng một lượng. Tờ phiếu xuất kho này là minh chứng của số lượt khách đến mua vàng trong ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng, trước tình hình giá vàng biến động khôn lường như hiện nay, người dân không nên quá nóng vội. Thật sự rất khó mà có thể có cái dự báo là sẽ biến động như thế nào. Điều chắc chắn là trong những ngày này và những ngày sắp tới sẽ có những cái biến động tiếp tục trên thị trường vàng. Cái mà tôi mong đợi là chúng ta, tất cả các thành phần kinh tế chúng ta nên bình tĩnh trong lúc này, không nên quá nóng nảy. Và khi mà thấy thị trường biến động như thế thì cảm thấy bất an. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta bình tĩnh để xem cái sự biến động của thị trường như thế nào để có những cái biện pháp bảo toàn cái tài sản của mình một cách thích hợp. Và cái đó là tôi mong. Và cái thứ hai mà tôi mong mỏi nữa là các nhà đầu tư trong lúc này họ cũng nên đa dạng hóa cái đầu tư của mình. Cái nguyên tắc của đầu tư là không nên bỏ tất cả các quả trứng vào một giỏ và không nên bỏ tất cả tài sản của mình vào vàng. Nguyên nhân tăng giá chóng mặt của vàng phần lớn phụ thuộc vào giá vàng thế giới theo quy luật đỉnh thông nhau. Tuy nhiên, giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá vàng thế giới lại có một phần nguyên nhân từ chính tâm lý của người dân. Trong nước của chúng ta bây giờ nó cũng có thể nói là ảnh hưởng rất là lớn vào giá vàng thế giới, bởi vì như mọi người đều biết, bây giờ chúng ta đã gia nhập WTO, rồi trong điều kiện thì thông tin và cái toàn cầu hóa thế này thì một thành viên của một quốc gia nào cũng vậy, những cái hoạt động kinh tế đều phụ thuộc rất lớn vào cái kinh tế thế giới, và đối với cái mặt hàng vàng thì cũng không phải là vấn đề ngoại lệ. Do đó có thể nói là giá vàng trong nước đã hầu như là gắn với giá vàng thế giới, bởi vì cơ chế sử dụng vàng của chúng ta cơ bản cũng không có gì khác biệt so với cơ chế sử dụng vàng của phần lớn các nước trên thế giới. Theo quan sát của phóng viên chúng tôi, có những khách hàng đã đứng tại cửa hàng kinh doanh vàng cả tiếng đồng hồ để đợi thời cơ mua hoặc bán. Ngân hàng Nhà nước cũng đã khuyến cáo người dân nên thận trọng khi quyết định mua vàng vào thời điểm này để tránh những thiệt hại không đáng có. Cũng tại Hà Nội, ngày 9 tháng 8 đã diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm tổ chức hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức. 3 năm qua đã có nhiều điển hình, gương sáng đoàn viên, tập thể thanh niên xuất sắc trên mọi miền Tổ quốc được Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân lựa chọn tham gia hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Sau mỗi hành trình, Trung ương Đoàn đều có các hoạt động thiết thực, tuyên truyền vận động hướng về cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm việc và sinh sống trên đảo Trường Sa và nhà giàn DK, như các chương trình chung tay thắp sáng nhà giàn, góp đá xây Trường Sa, đồng hành cùng thanh niên trẻ ra khơi, các cuộc thi tìm hiểu với chủ đề sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương. Năm 2011, những doanh nhân, sinh viên tiêu biểu đã tham dự hành trình mang tên Doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình cảm quân dân nồng ấm, nghĩa tình của tuổi trẻ cả nước hướng về Trường Sa thân yêu. Tại hội nghị, 19 cá nhân và tập thể xuất sắc trong chương trình triển khai thực hiện hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân sẽ phối hợp chỉ đạo các tỉnh thành đoàn có biển phối hợp với đơn vị hải quân trên địa bàn tổ chức hành trình ra đảo gắn với học kỳ trong quân đội. Nhằm quản lý xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo sắp xếp lại đường dây cáp đi nổi trên địa bàn thành phố, đến nay Hà Nội có 16 tuyến phố đã được thanh kiểm tra tại hiện trường. Một số các tuyến phố chính nằm trong dự án ngầm hóa như Ngô Quyền, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Kim Mã, Láng Hạ, Nguyễn Trãi. Các dự án hạ ngầm mặc dù hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo mỹ quan đô thị nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập.
Các tủ hộp đựng dây cáp trước đây vẫn chưa được thu hồi, gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều bể cáp hố ga bị mất nắp, gây mất an toàn giao thông. Cáp nổi thừa sau khi được ngầm hóa không được thu hồi, làm nghiêng gãy cột điện, gây mất an toàn. Không những thế, việc hạ ngầm cáp viễn thông so với các cáp khác diễn ra còn chậm và không đồng đều. Như chúng ta biết ấy, tức là cái thành phần mà gây rác trên trời nhiều nhất chính là cáp viễn thông. Thế nhưng về cái giá trị mà hạ xuống thì lại rất thấp so với cái đồng bộ cả điện lực. Cũng theo ông Quang, một rào cản nữa của việc hạ ngầm là việc tỷ lệ nghịch giữa diện tích vỉa hè và số lượng công trình ngầm. Trong khi số lượng công trình ngầm ngày càng nhiều lên thì tài nguyên vỉa hè lại bị thu hẹp đi. Vì thế cần phải khảo sát kỹ các tuyến đường định hạ ngầm để tránh mất thời gian khi bắt tay vào việc triển khai, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng tái đào bới lại các công trình ngầm. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, dự kiến 12 tuyến phố nữa sẽ được tiếp tục hạ ngầm từ nay đến năm 2015. Ngày 8 tháng 8, quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận chung giữa hai nước dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8 tới để thể hiện thiện chí muốn bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều, quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy quá trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn một bức thư ngỏ của phái bộ Panmunjom thuộc quân đội nhân dân Triều Tiên KPA nêu rõ các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sắp tới là biểu hiện của một mưu toan xâm lược Triều Tiên và sẽ là các cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân tổng lực. Trong bức thư này, KPA kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc nên hủy các cuộc tập trận dự kiến để chứng tỏ thiện chí muốn giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thay thế hệ thống đình chiến hiện nay bằng một cơ chế duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như chứng tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều và quan hệ liên Triều. Quân đội Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc nên hành xử thận trọng, chín chắn và chọn một con đường sáng suốt giữa đàm phán hoặc đối đầu, giữa hòa bình hay chiến tranh. Quân đội Triều Tiên cũng cảnh báo nếu Mỹ và Hàn Quốc phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân, Triều Tiên sẵn sàng có những hành động đáp trả phù hợp, đồng thời khẳng định quyết tâm thống nhất dân tộc Triều Tiên. Ngày 9 tháng 8, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki 66 năm về trước. Lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh đất nước mặt trời mọc vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 vừa qua. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cùng với thị trưởng thành phố Nagasaki đã có mặt tại công viên Hòa Bình để tham gia lễ tưởng niệm hơn 140.000 nạn nhân thiệt mạng do quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố này hồi cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Hàng trăm quan chức, đại biểu cùng nhiều trẻ em và người già từ 46 quốc gia trên toàn thế giới cũng đến tham gia buổi lễ. Phát biểu trước quan khách tham gia buổi lễ, thị trưởng thành phố Nagasaki đã kêu gọi đất nước tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế trong bối cảnh mà Nhật Bản vẫn đang phải từng ngày khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Bây giờ là thời điểm mà chúng ta nên cân nhắc về một hình mẫu xã hội mà chúng ta muốn tạo ra và quyết định phải làm như thế nào. Thậm chí nếu chúng ta tiếp tục sử dụng năng lượng nguyên tử trong thời gian lâu dài, chúng ta cũng phải tìm kiếm và phát triển các nguồn năng lượng tái chế và ổn định để thay thế nó. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tái cam kết sẽ thúc đẩy đất nước giảm bớt dần sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân để tiến tới các nguồn năng lượng mới. Chúng ta cần đồng thời xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn và điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa hạt nhân trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân và hình thành một xã hội không phụ thuộc vào năng lượng này. 3 ngày trước, một buổi lễ tưởng niệm tương tự cũng đã diễn ra tại thành phố Hiroshima, nơi Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên trong số 2 quả bom mà nước này ném xuống Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên Little Boy đã được thả xuống thành phố Hiroshima. Sau đó 3 hôm, Mỹ đã ném tiếp quả bom thứ hai mang tên Fat Man xuống thành phố Nagasaki. Theo ước tính, khoảng 27.000 người trong số 200.000 cư dân thành phố Nagasaki khi đó đã thiệt mạng ngay lập tức trong vụ ném bom. Con số này tăng lên tới 70.000 người vào cuối năm 1945 và cho đến nay đã có tới hơn 155.000 người thiệt mạng do ảnh hưởng lâu dài của phóng xạ. Tối 8 tháng 8, lãnh đạo 9 đảng đối lập và tổ chức xã hội tại Georgia đã ký một tuyên bố chung yêu cầu Tổng thống nước này ông Mikhail Saakashvili phải từ chức. Chủ tịch công đảng Georgia, ông Savanatelashvili cho biết đảng của ông đã yêu cầu đòi bãi nhiệm Tổng thống Saakashvili. Chủ tịch công đảng Georgia khẳng định tuyên bố của đảng này đã nhận được sự ủng hộ của 8 chính đảng đối lập và tổ chức xã hội khác tại Georgia.
Trong số những chính khách đặt bút ký tuyên bố này, có cựu chủ tịch Quốc hội Nino Buzanadze, hiện giữ cương vị lãnh đạo phong trào dân chủ Georgia thống nhất. Ông Natelashvili nhấn mạnh rằng phe đối lập Georgia cần phải đoàn kết lại và bằng những nỗ lực chung nhằm hạ bệ tổng thống Saakashvili. Ông Natelashvili cũng bày tỏ hy vọng từ nay cho đến hết tháng 8, các chính đảng đối lập và tổ chức xã hội khác của Georgia sẽ tham gia ký tuyên bố nói trên nhằm góp phần nhanh chóng buộc tổng thống Saakashvili phải từ chức. Trước đó, nhân kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, ngày 9 tháng 5, phe đối lập tại Georgia cũng đã tổ chức các cuộc biểu tình tại khu vực Kakheti, miền đông nước này, yêu cầu tổng thống Saakashvili phải từ chức. Trong khi đó, tại Ukraine, từ tháng 6, Tòa án Ukraine đã bắt đầu xét xử cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với các cáo buộc lạm quyền khi còn đương chức. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Tòa án Ukraine đã từ chối cho phép bà Tymoshenko được tại ngoại. Quyết định này đã làm nóng lên bầu không khí căng thẳng tại Ukraine trong bối cảnh phe đối lập đang kêu gọi biểu tình trên cả nước. Chính quyền Ukraine đã phải huy động hàng trăm nhân viên của hai đơn vị đặc biệt mới có thể đưa được bà Tymoshenko đến và rời phòng xét xử. Hàng trăm người ủng hộ cựu thủ tướng Ukraine đã dựng lều trại đối diện trước tòa án ngay từ tối ngày 7 tháng 8, đồng thời tuyên bố lập trường chống đối không khoan nhượng. Hiện cứ mỗi nghị sĩ phe đối lập tại Ukraine bảo trợ 20 lều trại tại đây. Tuy nhiên, theo giới quan sát sở tại, dù hoạt động phản đối bắt giữ bà Tymoshenko của phe đối lập diễn ra khá rầm rộ, song dường như đây chỉ là một cái cớ để đấu tranh chống chính quyền Ukraine. Vào những ngày cuối tuần, tại tất cả thành phố lớn ở Ukraine đều đang diễn ra những cuộc họp tập hợp lực lượng của phe đối lập. Dự kiến hành động chống đối hiện nay sẽ biến thành biểu tình phản đối của hàng nghìn người và việc bắt giữ bà Tymoshenko chỉ là cái cớ cho sự phát triển như thế. Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích ở Ukraine tỏ ra nghi ngờ về khả năng sẽ xuất hiện một cuộc cách mạng mới ở nước này. Thứ nhất là bởi căn cứ vào các vấn đề xã hội hiện nay, người dân Ukraine tỏ ra không mấy tin tưởng vào bà Tymoshenko. Thứ hai, hiện tại đang là giữa kỳ nghỉ ở Ukraine, và trong thời gian này mọi hoạt động chính trị xã hội đều được giảm thiểu. Theo giới quan sát, phiên tòa xét xử bà Tymoshenko có thể nằm trong nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm gây sức ép với Nga để đàm phán lại hợp đồng mua bán khí đốt giữa hai nước. Tuy nhiên, trong khi chưa rõ hiệu quả của quyết định này ra sao, thì ít nhất trước mắt nỗ lực thương thảo giữa Kiev với Liên minh châu Âu về một khu vực thương mại tự do có thể sẽ bị cản trở trong bối cảnh mà Mỹ và Liên minh châu Âu đều đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ người đàn bà thép của Ukraine. Với phần điểm tin thể thao vừa rồi thì bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.